trong những ngày này thì mình hoàn toàn có thể làm cái món ăn ngon đơn giản này, ăn để xen kẽ với những cái món thịt cá của mình để cho nó chống ngán nha các bạn. Rồi món này làm thì cũng rất là nhanh luôn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouVào Bếp của bọn mình. Hôm nay bọn mình sẽ làm món cà rốt muối chua để ăn dần nha các bạn. Thì món này cũng là một trong những cái món ăn mà chống ngấy trong cái dịp Tết này đó. Thì để làm cái món cà rốt muối chua này đơn giản lắm các bạn. Ở đây mình sử dụng 4 củ cà rốt nè. Kế đến là 250 ml giấm. Giấm này là giấm gạo nha các bạn. Kế đến là 250 ml nước lọc. Đó. Giấm và nước lọc mình sử dụng theo tỷ lệ là 1:1 thôi. 30 g đường cát nha các bạn. Vài hạt tiêu. Mấy quả ớt. À quên. Cuối cùng là mình phải sử dụng chút xíu muối nữa nha các bạn. Đó. Khoảng 30 g muối luôn. Rồi. Đó là về sơ bộ về cái thành phần nguyên liệu để làm cái món cà rốt ngâm chua này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình làm nha. Rồi đây là các bạn, việc đầu tiên là mình sẽ xắt sợi mấy củ cà rốt này ra nha. Đây, mình sẽ xắt sợi khoảng cách đều đều nhau vậy nè các bạn. Rồi, cái này dài quá, bỏ mất miếng cho nó đẹp. Rồi mình sẽ xắt sợi ra thôi. Mình đừng có xắt sợi dày quá nha các bạn, nó mỏng mỏng vậy thôi để cho nó dễ dàng nó ngấm vào cái gia vị của mình á. Đây, cái món này là giúp mình chống ngán rất là hữu hiệu trong lúc mà Tết á các bạn. Tết nhất á mình ăn thịt cá quá nhiều á, thì nếu mà ngán thì mình có thể sử dụng món này. Rồi các bạn, nếu mà mình không có thích chẻ cái cọng dài nhiều quá thì mình sẽ tỉa một cái ít để mình trang trí nha các bạn. Đó, mình sẽ tỉa sơ vậy nè. Rồi nè các bạn, đây là cái đĩa cà rốt sau khi mình đã cắt sợi và tỉa bông như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình qua bước tiếp theo nha. Rồi tiếp theo nè các bạn, tiếp theo thì mình sẽ làm cái nước để mình ngâm cà rốt nha. Mình sẽ cho vào đây 250 ml giấm nè. Rồi, tiếp theo 250 ml nước. 30 g đường. Tại vì đây là cái món cà rốt ngâm chua các bạn cho nên mình không có cho đường nhiều đâu. Rồi, cuối cùng mình sẽ cho đây 30 g muối nha. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ đun sôi cái hỗn hợp này lên cho đường muối rồi nó tan ra hết nè các bạn. Cái này tùy khẩu vị của các bạn nha các bạn, thì mình có thể nêm nếm lại cho cái độ chua nó phù hợp với sở thích của từng người. Ở đây mình chỉ nêm vậy là mình thấy nó đã đủ chua rồi. Rồi, bây giờ nước sôi nè các bạn, mình sẽ hạ bớt lửa xuống chút. Rồi sau đó mình sẽ cho vài cái hạt tiêu vào đây cho nó thơm. Cuối cùng nè các bạn, mình sẽ cho cà rốt vào nha. Mình vẫn để cái nồi nước sôi vậy nè. Và mình sẽ cho cà rốt vào đây, mình đun sôi, mình đun khoảng 2 phút nữa các bạn, rồi mình sẽ tắt bếp. Rồi, mình sẽ không để nắp luôn, mình để đó, 2 phút sau là mình sẽ tắt bếp thôi. Mình đừng có đun nhiều quá, nó mềm nó không ngon đâu. Các bạn đừng có sợ cà rốt nó không chín, bởi vì cà rốt này mình ăn sống cũng được, bình thường không sao hết các bạn. Rồi, bây giờ ở đây là được 2 phút rồi nè, mình sẽ tắt bếp và mình vớt cái cà rốt này ra. Mình sẽ vớt cà rốt này ra để qua một bên các bạn. Còn nước này mình sẽ chờ nó hợp nguội, sau đó mình sẽ chế vào lọ. Rồi bây giờ mình vớt cà rốt ra. Rồi bây giờ cái nước ngâm cà rốt của mình nó đã nguội hết rồi các bạn. Mình sẽ cho cà rốt vào lọ nha. Cho hết vào luôn. Rồi mấy cái hoa hoa này coi. Rồi mình cho vào trong này vài miếng ớt cho nó cay cay cho nó ngon nha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp tục cho cà rốt vào. Cái này bạn nào mà ăn được tỏi thì mình cho tỏi vào luôn thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà mình không, hôm nay mình không ăn tỏi, mình chỉ xài ớt thôi các bạn.
Rồi cuối cùng mình sẽ cho một ít ớt lên trên bề mặt luôn cái lọ cà rốt này nè các bạn. Thì giờ mình sẽ ngâm trong vòng 24 tiếng nha các bạn. Mình sẽ cho vào cái ngăn mát tủ lạnh, sáng mai chiều mai mình sẽ mở ra để mình review với bạn xem nha. Rồi cho thêm tí ớt lên đây nữa. Rồi như vậy chắc là cay lắm rồi đây. Rồi như đây đủ rồi, mình sẽ chế nước vô. Các bạn chú ý là cái nước này mình phải để cho nó nguội nha các bạn. Chút mấy hạt tiêu cho vào luôn cho nó thơm. Đây mình lại thêm một cái món mà để mình chống ngán trong cái dịp Tết này nè các bạn. Đó. Thì món này thì ăn kèm với thịt đồ nó cũng đỡ ngán hơn. Bây giờ mình sẽ đem cho vào ngăn mát tủ lạnh nè các bạn. Ngày mai mình sẽ đem ra để mình review cho các bạn xem nha. Rồi đây nè các bạn, hũ cà rốt của mình đã ngâm được một ngày đây. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Rồi đây mình, rồi tiếp theo là mình sẽ gấp ra. Rồi trong những ngày này mình hoàn toàn có thể làm cái món ăn ngon đơn giản này ăn để xen kẽ với những cái món thịt cá của mình để cho nó chống ngán nha các bạn. Rồi món này làm thì cũng rất là nhanh luôn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình nha các bạn. Nếu các bạn thích video clip này các bạn hãy like và share video này để cho mọi người cùng xem. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Khi đăng ký kênh thì nhớ click vào cái chuông kế bên cạnh nút đăng ký luôn nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của mình.